Đây là một câu chuyện truyền động lực cho những ai muốn theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình. Chàng trai tên Rudy khi còn nhỏ từng là một cậu bé yêu thích môn bóng bầu dục. Nhưng vì quá nhỏ con nên các anh chỉ cho cậu chơi ở vị trí phát bóng. Trong một lần người anh tên Frank bận việc, Rudy đã có cơ hội được thay thế vị trí của anh mình. Tuy nhiên đúng như lời họ nói, vì thân hình thấp bé nên Rudy không đủ khả năng cản người giành bóng. Họ cười nhạo cậu đúng là đồ thiểu năng. Vào ngày họp gia đình, mọi người cùng nhau quây quần nói chuyện phiếm, ai cũng vui vẻ chia sẻ về những kế hoạch của mình trong tương lai. Rudy cũng hào hứng nói rằng khi lớn lên cậu sẽ vào đại học Notre Dame để được chơi trong đội bóng bầu dục của trường. Không ngờ ước mơ mà cậu vừa nói lại trở thành chuyện cười cho cả nhà. Tuy nhiên cậu không vì điều đó mà từ bỏ ước mơ. Niềm đam mê cháy bỏng theo cậu suốt cho đến những năm tháng trưởng thành, gần ngày tốt nghiệp cấp 3. Trường trung học tổ chức cho những học sinh cuối cấp được tham quan trường đại học Notre Dame danh giá. Rudy cũng như bao học sinh khác bước lên xe nhưng lại bị thầy giáo từ chối. Cả điểm vào trung cấp cậu còn không đủ thì nói gì đến vào Notre Dame, và không phải ai cũng được sinh ra để học đại học. Biết học lực của mình có hạn, Rudy tốt nghiệp xong cấp 3 thì cùng người bạn thân Peter vào làm việc tại lò rèn. Tuy nhiên cậu vẫn không quên được ước mơ được trở thành cầu thủ bóng bầu dục một lần đứng trên sân cỏ. Ngày sinh nhật lần thứ 22, người bạn thân Peter đã tặng cho cậu chiếc áo đồng phục của trường Notre Dame và nói rằng ta chỉ được sống một lần trong đời, vì vậy đừng từ bỏ ước mơ của mình. Dường như trong tất cả những ai bên cạnh Rudy, người hiểu và thường xuyên động viên cậu chỉ có Peter. Ấy vậy mà trong một lần làm việc tại lò rèn, chiếc vòi áp suất bỗng dưng không hoạt động, nếu không sửa được buộc lòng họ phải rời khỏi đây trước khi xảy ra vụ nổ. Rudy cố gắng khắc phục sự cố nhưng không thành công, Peter bị kẹt lại và một tiếng bùm vang lên, vụ nổ kéo theo cơ thể Rudy bốc cháy rơi xuống dưới. Rudy tận mắt chứng kiến cái chết đầy thương tâm của người bạn, cậu vô cùng đau khổ và bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Peter, chúng ta chỉ sống một lần trong đời. Thế nên sau khi tổ chức tang lễ cho Peter xong, cậu đành chia tay với bạn gái và gom toàn bộ số tiền tích góp để thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ bóng bầu dục của mình. Ngày Rudy cắp vali rời đi, bố đến tiễn biệt và dành cho cậu vài lời khuyên. Notre Dame là trường đại học danh tiếng và chỉ dành cho những đứa trẻ giàu có thông minh. Nó không dành cho chúng ta, rồi con cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp khi tiếp tục công việc tại lò rèn như hai người anh của mình. Rudy chỉ đáp lại con chính là Rudy chứ không phải hai anh ấy. Lần ra đi này cậu thật sự rất quyết tâm vì điểm số quá thấp không thể tuyển thẳng vào trường đại học. Cậu đến tìm cha xứ xin lời khuyên và ngay cả ông ấy cũng nói ngôi trường đó không dành cho tất cả mọi người. Cả đời Rudy đều bị mọi người điều khiển, họ bảo cậu những điều phải làm và không nên làm. Và cậu đã luôn nghe theo và tin lời họ. Giờ đây cậu không muốn làm thế nữa. Nghe xong cha xứ giúp cậu đi đường tắt bằng cách cho cậu học ở một trường cao đẳng gần đó. Nếu điểm trung bình đủ cao cậu có thể liên thông lên đại học Notre Dame. Rudy do dự đến sân bóng của trường cao đẳng tìm gặp huấn luyện viên để xin vào đội tuyển. Thế nhưng ngày thi tuyển cho cầu thủ tự túc đã kết thúc vào 2 tuần trước. Sau khi nghe cậu trình bày về những biến cố trong cuộc đời, ông ấy lại khuyên cậu nên đi gặp mục sư. Rudy nhận ra đây chính là con đường duy nhất dành cho cậu lúc này nếu muốn trở thành vận động viên bóng bầu dục. Cậu bắt đầu hành trình học cao đẳng và nỗ lực để đạt điểm cao trong tất cả mọi môn. Có như thế trường đại học Notre Dame mới mở rộng cánh cửa cho cậu bước vào. Ngoài giờ học trên trường, cậu còn tham gia vào câu lạc bộ bóng bầu dục. Tuy nhiên với thân hình nhỏ bé, Rudy gần như lạc lõng trước các cầu thủ của trường. Ngay cả huấn luyện viên cũng từ chối tiếp chuyện với cậu. Anh vào thẳng sân bóng xin được vào làm việc nhân viên hậu cần để trang trải cuộc sống, nhân tiện tìm hiểu trước địa hình của sân bóng này. Mỗi ngày khi các cầu thủ của đội tuyển đã tập luyện xong và rời khỏi sân bóng, nam chính đều đến phòng thay đồ để dọn dẹp và thuật lại những lời bình luận của bình luận viên trận đấu, và rồi để tiết kiệm chi phí nơi này cũng trở thành chỗ ngủ của Rudy hàng đêm. Mức phí sinh hoạt của thành phố rất đắt đỏ, ngay trận đấu đầu tiên của trường diễn ra với giá vé chỉ 10 đô, nhưng giá vé của chợ đen đã bị đẩy lên đến 100 đô, Rudy cố tìm mọi cách để được vào trong nhưng thất bại. Chỉ đành đợi trận đấu kết thúc và ngồi vào khán đài trống không ngắm nhìn sân cỏ vắng vẻ, thay vì xem trận đấu từ TV thì nay cậu đã được đặt chân lên hàng ghế khán giả. Càng ngày cậu càng muốn vào được trường đại học Notre Dame. Cậu dành thời gian học hành chăm chỉ nhưng cuối kỳ thi chỉ được một điểm A. Thành tích không phải tệ, tuy nhiên để vào được Notre Dame cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Học kỳ đầu tiên đơn xin chuyển trường của cậu đã bị từ chối. Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Rudy trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Cậu thuyết phục bố rằng năm sau cậu sẽ vào được trường Notre Dame. Anh trai nghe thấy liền mỉa mai, học hành xong vẫn không khôn hơn được. Điều đau lòng nhất lúc này, người yêu cũ lại trở thành chị dâu của mình. Sự thất bại của Rudy và trò hề trong gia đình khiến cậu quyết tâm quay về trường học. Cậu tiếp tục là con ong chăm chỉ nhưng vẫn chỉ nhận được thư từ chối của Notre Dame. Trong khi đó, việc trở thành cầu thủ của đội tuyển trong ngôi trường hiện tại cũng không dễ dàng gì. Cậu không ngừng tập luyện nhưng đến cả cơ hội nhặt bóng cũng không có. Đã qua 4 học kỳ, nghĩa là 2 năm học trôi qua, tổng số bức thư từ chối của cậu đã là con số 3. Ở bức thư thứ 4 này, nếu còn thất bại thì xem như mọi thứ kết thúc. Rudy không vội xé ra xem mà mang đến một nơi yên tĩnh khác, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đọc những dòng chữ trong thư. Cậu bật khóc mang nó đến xưởng rèn cho bố xem. Đứa con trai 24 tuổi đang là sinh viên năm 2 của ông đã làm được điều đó. Thằng bé đã đỗ vào trường đại học Notre Dame. Ông xúc động đến mức còn dùng loa phát thanh báo cho cả xưởng biết về sự tự hào này. Cả anh trai cũng chúc mừng vì nỗ lực của Rudy đã được đền đáp. Nhưng mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu. Sở hữu tấm thẻ sinh viên của trường đại học Notre Dame có nghĩa là được vào đội bóng bầu dục. Rudy nhanh chóng chớp lấy cơ hội này,
đứng trước 60 người thi tuyển vào đội bóng, với tỷ lệ chọi chỉ 35 người được tham gia thi đấu và 25 người phải ngồi ghế khán giả. Trong đó sẽ lọc ra 2 người để được cấp học bổng toàn phần. Rudy không nghĩ đến việc có được học bổng hay không. Chỉ cần được một lần ra sân thi đấu đã là quá đủ, cậu cố gắng tập luyện thể lực mỗi ngày dù cho có bị dần tơi tả vẫn tiếp tục đứng lên. Thân hình nhỏ bé quả thật khiến Rudy gặp không ít bất lợi, mặc dù cậu đã cố gắng hơn bất kỳ ai song một vài huấn luyện viên vẫn nhận ra cậu không hề có kỹ năng chơi bóng. Tuy nhiên huấn luyện viên chính lại đánh giá sự nỗ lực của Rudy đồng ý cho cậu vào đội tuyển của trường. Trong khi tập luyện dù có bị đẩy ngã hết lần này đến lần khác, cậu vẫn như một chú lật đật tiếp tục đứng lên. Trong một pha bóng lỗi, Rudy bị huấn luyện viên xách lên như một con rối. Ông yêu cầu cậu rời khỏi sân nhưng cậu không đồng ý và khẳng định rằng cậu có thể làm được. Gần đến ngày thi đấu, những trận tập luyện càng diễn ra một cách căng thẳng. Các cầu thủ muốn thể hiện mình có đủ năng lực tham gia mùa giải đến nỗi trở nên liều mạng. Những va chạm nhỏ cũng khiến họ dẫn đến xô xát. Rudy bị một cầu thủ bắt nạt trước đám đông. Nhưng huấn luyện viên đã nhanh chóng tham gia hòa giải. Ông ta bảo vệ Rudy bằng cách mắng học viên kia. Nếu cậu có đủ sự tập trung của Rudy thì có thể sẽ trở thành cầu thủ cấp quốc tế. Rudy tuy không quá nổi bật song lại có tinh thần thép và sự chịu đựng khiến ai cũng nể phục. Vì cuộc sống là thế, có người thương cũng phải có người ghét. Những ai đố kỵ với Rudy bắt đầu khó chịu ra mặt nói cậu chẳng có tài cán gì ngoài nịnh bợ, có cố gắng mấy cũng chỉ ở đội dự bị mà thôi. Lúc này cả anh trai cũng nói ở nhà xem trận đấu nhưng chưa bao giờ thấy Rudy ra sân, vì điều đó mà cậu đã đến xin huấn luyện viên cho mình vào sân dù chỉ một lần. Năm sau đã là năm kết thúc của quá trình học, nếu không được ra sân e là không còn cơ hội nào nữa. Với sự chân thành và cầu khẩn này, cậu đã được huấn luyện viên chấp nhận cho vào sân thi đấu. Cậu mang niềm vui này gọi báo về cho bố, nhưng sau đó lại có một vài trục trặc xảy ra, danh sách tên cầu thủ của những trận đấu tiếp theo đều không có tên Rudy. Cậu đã không ngừng nỗ lực đến chảy ra chóc vẩy trong thời gian tập luyện, vậy mà cả 3 kỳ thi đấu tiếp theo đều không có tên trong danh sách, chỉ còn một mùa nữa thôi nhưng Rudy đã quá chán nản. Cậu không thể chờ đợi thêm nữa nên quyết định bỏ cuộc. Nghe được tin này, mọi người ai nấy cũng đều thấy tiếc cho bao công sức Rudy đã bỏ ra. Thế rồi sau khi gặp lại nhân viên hậu cần của sân bóng, nhờ ông ấy cho lời khuyên nên cậu đã quyết định quay lại đội tuyển của trường. Rudy xuất hiện khoác chiếc áo màu xanh của hy vọng trong sự chào mừng của đồng đội. Lý do cậu không có tên trong danh sách thi đấu là vì huấn luyện viên cũ đã bị thay thế, người mới đến không đánh giá cao năng lực của Rudy. Do vậy một số đồng đội đã đến đặt chiếc áo cầu thủ lại trên bàn huấn luyện viên và nói hãy để Rudy được ra sân. Ông ngước mặt lên nhìn họ bằng ánh mắt thật sự cảm phục. Sự đồng lòng ấy đã giúp Rudy được phê duyệt tham gia vào mùa giải cuối của trường. Ngay trận đấu diễn ra, gia đình Rudy đều háo hức đến xem cậu được ra sân với vai trò là cầu thủ chính thức. 24 năm trong cuộc đời cậu chỉ dành cho khoảnh khắc này. Rudy chạy qua khỏi đường hầm cùng các đồng đội trong đội tuyển. Dưới hàng ngàn tiếng vỗ tay hò reo từ phía khán giả, lần đầu trong đời cậu có cảm giác được mọi người công nhận. Người bố lúc đầu còn phản đối nay lại không ngừng chờ đợi vào trận đấu quan trọng nhất đời của con trai mình. Rudy khoác trên người chiếc áo số 45 đứng ở hàng phòng bị chờ đợi đến lượt mình. Sau hai hiệp Notre Dame dần chiếm ưu thế nhưng trận bù giờ lại thiếu Rudy. Đây là giờ phút quan trọng nên huấn luyện viên không cho cậu tham gia bất kỳ pha bóng nào. Các cầu thủ cùng đội bắt đầu gọi to tên Rudy, cả khán đài sau đó cũng hô theo yêu cầu họ cho phép Rudy được tham gia vào trận. Trước tình huống này, huấn luyện viên chỉ còn biết chấp nhận để Rudy vào vị trí. Thời gian còn lại rất ít, chỉ tầm hơn 7 giây cuối. Một đội tuyển tầm cỡ như Notre Dame lại đồng ý để thành viên có sự nghiệp đáng thất vọng tham gia quả là quyết định liều lĩnh. Vậy mà chỉ tầm hơn 7 giây cuối đó, Rudy đã có một pha chặn bóng đẹp mắt rồi nâng tỷ số giúp cả đội giành chiến thắng chung cuộc. Cả khán đài đều hô hào chúc mừng cho họ và cho cả Rudy. Sự nghiệp 20 năm không ngừng cố gắng để đổi lại 7 giây bù giờ. Cuộc đời này vốn không hề bằng phẳng. Thế nên dù có vấp ngã, chúng ta vẫn phải tiếp tục bước về phía trước. Những gì người khác nói về ta không quan trọng bằng những gì ta đã cố gắng thực hiện. Bộ phim ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những nội dung tiếp theo.